Trong buổi tiệc thân mật tối qua là sự hiện diện của bác sĩ Chim Quốc Thái, nhà thiết kế Linh Sang, một số thành viên trong ban tổ chức Miss Earth cùng Miss Earth 2016 Kathani Esmin và Miss Earth 2017 Karen Ibasco. Tuy nhiên, buổi tiệc này lại vắng mặt Phúc Nguyễn và Ngọc Tình, hai người từng sát cánh với Phương Khánh trong quá trình dự thi Miss Earth 2018. Tại sự kiện, Phương Khánh bất ngờ lên tiếng chia sẻ về những thông tin ồn ào xoay quanh ngôi vị của mình những ngày qua. Người đẹp cho biết có quen biết với Bầu Kiệt và được giới thiệu đến buổi casting Miss Earth. Và ngay sau đó đã gửi lời cảm ơn đến nhân vật này chứ không hề vô ơn như lời tố. Còn danh hiệu Hoa hậu hoàn toàn là do sự nỗ lực của cô cùng với sự động viên từ phía gia đình và người hâm mộ. Bên cạnh đó, bác sĩ thẩm mỹ Chim Quốc Thái cũng cho biết Bầu Kiệt đòi cô cảm ơn bằng 1 tỷ đồng gọi là mua giải khiến Hoa hậu bức xúc vì hành động đó không chỉ xúc phạm cô mà còn xúc phạm quốc gia bởi cô đại diện cho đất nước chứ không riêng cá nhân. Thì scandal mua giải của cô vẫn là đề tài được dư luận quan tâm.